Em xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2021. Đến 6 giờ sáng ngày hôm nay thì Bến Tre có ghi nhận là có 46 ca mắc mới ha anh chị ha. Trong đó thì có tổng cộng là 38 ca cộng đồng. Các ca cộng đồng ở tỉnh nhà thì là có là 35 ca. Ở Bình Đại của mình là 19 ca, Chợ Lách là 2 ca, Mỏ Cày Bắc 9 ca, và Ba Tri là 3 ca, Châu Thành 1 ca và thành phố Bến Tre là 1 ca ha. Và thêm là 3 ca cộng đồng từ người ngoài tỉnh về nữa. Còn lại 8 ca kia thì là từ khu phong tỏa và từ khu cách ly đó anh chị. Trong những ngày qua các ca mắc mới ở Bến Tre tăng rất là nhanh ha, nên bà con cũng đừng có quá chủ quan nha. Khi đi ra đường thì mình cũng nhớ thực hiện 5 ca để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhé. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem tiếp video nha. Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Trước mặt em đây là đường Quỳnh Tấn Phát ha. Thì hướng này thì là mình sẽ đi thẳng đến dòng xây khu công nghiệp Châu Long rồi đó anh chị. Giờ mình có thể đi Bình Đại được luôn ha. Thì đoạn đường này thì mình cũng làm sao để như là từ thành phố Bến Tre mình đi đến khu công nghiệp Châu Long và đi Bình Đại thì nó sẽ có những cái tuyến đường nó đi tắt nó gần hơn tí xíu ha. Trên những con đường này thì bây giờ là đa phần là cũng là xe tải, xe lớn người ta đi rất là nhiều. Còn dọc hai bên đường thì các hãng xưởng nữa thì người ta cũng làm các xưởng, các nơi mà để sản xuất các mặt hàng gì đó nó rất là lớn anh chị. Đây là đường Quỳnh Tấn Phát. Đây là dòng xây Phú Hưng ha anh chị ha. Xéo xéo bên kia là chùa Phước Lâm. Còn cái hướng đây là mình sẽ đi xã Phú Hưng, mình sẽ đi đến chợ giữa rồi đó anh chị. Đi vòng trơm rồi được luôn ha. Đây là dòng xe Phú Hưng đây. Còn cái đường bên tay phải bên đây á là mình sẽ đi về ngã tư Phú Khương đó. Hôm nay thì em mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em mình sẽ đi từ dòng xe Phú Hưng đây, mình sẽ quẹo vào trong lộ Thầy Cai và mình sẽ đi về trung tâm của Bến Tre ha. Ở đây thì xã Phú Hưng cũng là thuộc của thành phố Bến Tre, nhưng là như là các xã như là nó hơi vùng ven ven tí xíu đó anh chị. Giờ này trưa thì rất là nắng. Những cái bãi này thì xe lớn người ta đậu rất là nhiều anh chị. Ở Bến Tre thì những người mà người ta làm ở khu công nghiệp Châu Long đó, có thể là người ta đi những con đường này, người ta đến khu công nghiệp rất là gần anh chị. Còn đường này thì mình đi thẳng nữa là mình sẽ ra ngã tư Phú Khương ha. Còn đường lộ Thầy Cai á là mình sẽ đi về phường 8. Bây giờ em sẽ quẹo cái đường nhỏ nhỏ bên tay trái em ha. Đây, quẹo đây. Đường này mình đi thẳng hoài là mình sẽ đến phường 8 á. Buổi sáng ở đây thì cũng có một cái chợ nhóm ở đây nè anh chị. Bây giờ ở Bến Tre thì sẽ những con đường mới, người ta làm đường rất là rộng để mình đi cho nó thông thương. Ví dụ như giờ mình đi về ngay chợ An Hòa thì mình đi đường này nó rất là gần ha. Các con đường ở đây thì giống như là mình cũng là con đường liên xã thôi. Nhưng mà đoạn đường này là buổi sáng người ta đi rất là đông, người ta đi lên khu công nghiệp Châu Long đông lắm. Này là công ty Nam Việt. Này
tới tí là có dịch vụ tiệc cưới thu trang rồi đó anh chị ha. Mà lúc này bây giờ thì các dịch vụ tiệc cưới rồi bây giờ cũng chưa có được mà tổ chức đông đúc quá ha. Con đường này thì mình đi nó sẽ mát mẻ hơn. Dọc ở các mặt tiền đây anh chị, bây giờ nó cũng giá rất là cao nha. 1 mét đất mặt tiền ở đây thì có thể là nó nằm giá khoảng từ 10 triệu cho đến 15 triệu đó anh chị. Đây là trung tâm tiệc cưới Thu Trang à. Bây giờ cũng đóng cửa kín mít. Bây giờ đâu có ai mà tổ chức tiệc cưới hay là mời người được đông đúc đâu anh chị. Nếu mà bây giờ mình có tổ chức tiệc cưới thì mình làm đơn giản ở tại nhà. Và mình cũng mời bà con đồ ít người thôi. Đây là cầu Thầy Cai. Các con đường bây giờ người ta cũng nới rộng ra người ta làm. Đây có cái đường trước mặt em đây bên tay phải á, là mình sẽ đi qua cầu Bà Mụ á. Nhưng mà bây giờ cầu Bà Mụ thì cũng đang sửa chữa rồi, nên là bây giờ mình phải đi thẳng. Đường này cũng đang nâng cấp nè anh chị ha. Mỗi bên này chắc khoảng ta nâng cấp ra khoảng cỡ chừng cả mét, để con đường được khoảng chừng 6 mét á, để cho xe đổ đi sẽ thông thương hơn. Lúc trước anh chị thì ở Bến Tre thì bình thường thì rất là thưa, nhưng mà từ lúc mà sau giãn cách xã hội thì bây giờ đi ra đường lúc nào cũng cảm thấy là rất là đông người, tại vì bây giờ ai cũng ra cũng lo đi làm để kiếm sống. Bây giờ thì vé số đồ có bán lại nè, nên nó là cũng giải quyết được rất là nhiều công việc cho những người mà thu nhập thấp rồi đó, những người lớn tuổi, trẻ em đâu có thể là mình buôn bán vé số ngày kiếm được chừng 50, 70 ngàn rồi đó, 100 ngàn để mình sinh sống cũng đỡ anh chị. Rồi các khu công nghiệp, các hãng may rồi bây giờ thì người ta cũng đã hoạt động trở lại hết. Thì công nhân đồ thì ở Bến Tre mình sẽ có việc làm lại hết rồi. Rồi vậy cũng rất là mừng ha. Giờ các hãng xưởng mà đóng cửa thì công nhân thất nghiệp nhiều lắm. Đây mình ra đi tới là mình sẽ đụng tới cái ngã ba, đây là đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài đây anh chị. Nếu mà mình quẹo trái là mình sẽ đi về Phú Hưng, đi Dòng Chơm. Còn mình quẹo phải thì là mình đi về trung tâm Bến Tre. Đây là công ty Mai Việt Hồng ha. Đó. Công ty Mai Việt Hồng. Đó, ra đến đây là ra tới chợ An Hòa nè anh chị. Chợ An Hòa hay còn gọi là chợ Phường 8 là đây ha. Chợ nhỏ xíu à. Còn cái đoạn đường này là bây giờ là người ta cũng mới vừa mở nè. Có thể là muốn là mình sẽ làm một cái khu dân cư ở đây. Ở dọc đây là cặp mé sông á, là người ta cũng làm cái bờ kè ngoài đó đó anh chị. Các quán cà phê người ta cũng mở phục vụ tận nơi được hết nè. Ở Sài Gòn thì em nghe thông tin là ngày hôm qua là ngày 28 tây
tháng 10 á, là mới được bán mà ngồi tận nơi, quán ăn phục vụ tận nơi, cà phê phục vụ tận nơi vào ngày hôm qua đó anh chị. Còn ở Bến Tre mình thì cũng phục vụ tận nơi cũng được lâu rồi. Tại vì ở Sài Gòn thì do là trên đó thì nó còn hơi phức tạp ha. Do là các ca dương tính thì còn tăng rất là nhiều. Bây giờ thì cả Việt Nam một ngày là ca dương tính có ngày nhiều khi tăng 2.000, 3.000 ca. Nhưng mà bây giờ các tỉnh miền Tây, bây giờ là do là công nhân đồ các nơi người ta về anh chị. Nên là bây giờ các tỉnh miền Tây các ca dương tính tăng rất là cao. Ở Bến Tre thì bây giờ thường là sau một đêm như là tối 6 giờ sáng 6 giờ tối chứ, 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Nhiều khi có ngày tăng lên là mười mấy ca, 20 mấy ca. Có ngày hôm qua là tăng nhiều nhất là 39 ca. Là bà con là nghe là cảm thấy là rất là sợ anh chị. Nhưng mà bây giờ cũng vì cuộc sống thôi, nên là người ta cũng phải đi làm ha. Chứ giờ không đi làm thì nghỉ hoài thì chết đói á. Bên đây là chợ đầu mối anh chị. Còn đây là cầu Cá Lóc. Ở Bến Tre là lúc này là lúc nào ra đường cũng thấy cảnh nhộn nhịp như vậy nè. Trời nắng hay là trời mưa gì em thấy ra đường cũng có người đi ra đường rất là đông. Còn bên đây là Hội Thánh Tin Lành. Đây, đèn đỏ rồi, em sẽ ngừng tí xíu nha. Trên đường Nguyễn Đình Chiểu thì anh chị thấy lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp như vậy nè. Đây là như là cái trục đường, cũng trục đường chính anh chị, lúc nào cũng buôn bán rất là nhộn nhịp. Đây là ngã tư quốc tế ha, đường Nguyễn Trung Trực. Mình quẹo phải là mình sẽ ra Hồ Trúc Giang, còn quẹo trái là mình sẽ đi ra ngoài đường Hùng Vương, ra ngoài chợ đêm cặp mấy sông đó anh chị. Đây là ngã tư Biếu Ký, đường Phan Ngọc Tòng ha. Nếu mà mình vào bên trong là trong đây thì người ta bán mấy cái đồ sắt rồi rất là nhiều, kêu bằng gọi là khu hàng sắt đó anh chị. Giờ này thì cũng trưa rồi nên nó là nhiều khi là anh chị thấy cũng hơi thưa ha, chứ mà còn sáng thì rất là đông đúc. Đây ra đến chợ rồi anh chị ha. Công viên Bến Tre, công viên An Hội là đây. Ở trong đây giống như một cái quảng trường anh chị, nhưng mà vô đây thì trưa thì công viên còn rất là nắng, không có bóng cây như là ở trên công viên Đồng Khởi. Công viên Đồng Khởi thì sẽ mát mẻ hơn. Đây, đến đây thì em sẽ quẹo trái nha. Bây giờ em sẽ vào đường Tán Kế. Giờ chưa nắng rồi, bây giờ em về nghỉ ngơi thôi. Chủ yếu thì em cũng đi trên những con đường đó, thì em cũng cập nhật những con đường đó cho anh chị xem lại thôi.
đường Tán Kế thì buổi sáng thì sẽ đông đúc hơn, do là người ta bán đồ ăn sáng rồi đó. Còn buổi trưa này thì bắt đầu là cũng thưa thớt rồi, ta cũng về nhà người ta lo ăn uống với gia đình rồi, nghỉ ngơi bắt đầu người ta sẽ đi làm tiếp. Đây là ngã tư Bến Khác anh chị, em quẹo phải là em sẽ vào tới nhà em đó. Rất là nắng anh chị. Tới đây cái quẹo trái là tới nhà em ha. Đến đây thì video của em mình sẽ kết thúc tại đây nha. Em hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha. Bây giờ tới nhà rồi đây anh chị. Nắng quá trời này, nắng quá trời luôn.